Chào cả nhà. Trong cái video lần trước thì mình đã hướng dẫn cái cách nhân nhanh hai chữ số nhân cho ba chữ số và ba chữ số nhân cho hai chữ số. Thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn cái phần tiếp theo theo phương pháp tính nhẩm nhanh. Video lần này sẽ là bốn chữ số nhân cho hai chữ số và hai chữ số nhân cho bốn chữ số. Thì trước khi đi vào bài mới thì mình sẽ có một số cái chia sẻ như thế này. Thì tất cả những cái video, những cái hướng dẫn trên cái kênh YouTube Nuôi Dạy Con Thông Minh, nó đều là những cái chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Và những cái chia sẻ hoàn toàn miễn phí này mình phải bỏ phí ra mình học và mình chia sẻ cho các bạn, cho bố mẹ, cho thầy cô, là những cái chia sẻ hoàn toàn miễn phí. Cho nên bố mẹ thầy cô lưu ý, mình chưa bấm đăng ký kênh thì mình bấm vào ngay cái chỗ chữ đăng ký để mình đăng ký kênh, giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và hiện tại kênh đang đạt 96.000 subscribe. Đây có nghĩa là sẽ có một cái mốc như thế này, đó chính là 100.000 subscribe thì kênh sẽ được nhận một cái nút từ chính YouTube, đó chính là cái nút bạc. Cho nên hiện tại kênh đang rất là cần sự đăng ký, sự đóng góp, sự ủng hộ của thầy cô bố mẹ. Cho nên chỉ cần mình bỏ ra tầm khoảng 2 đến 3 giây mình bấm vào cái chữ đăng ký này để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Video lần này sẽ là bốn chữ số nhân cho hai chữ số hoặc là hai chữ số nhân cho bốn chữ số. Sẽ có những cái bài chúng ta hay thường gặp là bốn chữ số nhân cho hai chữ số, ví dụ như 7896 nhân cho 78 đối với những bài như thế này, hoặc là hai chữ số nhân cho bốn chữ số, ví dụ như 97 nhân cho 8045. Đây là hai chữ số nhân cho bốn chữ số. Thì đối với những cái bài, những cái trường hợp như thế này thì chúng ta áp dụng cái phương pháp gì để không cần đặt cái phép tính theo cái cách truyền thống mà trong thời gian tầm khoảng 5 đến 10 giây thì chúng ta sẽ giải ra được cái đáp án của những bài toán này. Thì đó chính là sử dụng cái phương pháp tính nhẩm nhanh lần này. Rồi mình sẽ đi vào cái ví dụ cụ thể luôn. Bài đầu tiên là đối với các số có số lượng chữ số là các số nhỏ. Mình ví dụ như 2123 nhân cho 41. Ok ha. Cái cách tính thì nó cũng sẽ giống như cái cách tính của 3 chữ số nhân 2 chữ số thôi, nhưng mà mình có thêm một cặp số nữa. Bước thứ nhất là hai chữ số bên phải ngoài cùng nhân với nhau, đó chính là 3 nhân với 1. 3 nhân 1 là được 3. Rồi bước thứ hai thì mình sẽ bắt từng cái cặp số mình nhân với nhau thôi. Là cặp đầu tiên là 23 và 41. Mình sẽ ghi ra ở phía dưới này để các bạn dễ nhìn. 23 và 41 trong nhân trong cộng ngoài nhân ngoài là 3 với 4 và 2 với 1. 3 nhân 4 là 12, 2 nhân 1 là 2, cộng lại sẽ là 14. Mình sẽ viết con 4 mình nhớ 1. Cặp tiếp theo sẽ là 12 và 41. 12 và 41 trong nhân trong cộng ngoài nhân ngoài sẽ là được 8, cộng với 1 sẽ là được 9. 9 nhớ 1 nữa là 10. Mình sẽ viết con 0 và tiếp tục nhớ 1. Rồi các cặp số 3 là 21 và 41. 21 và 41 trong nhân trong là 1 nhân 4, ngoài nhân ngoài sẽ là 2 nhân 1. Kết quả của mình sẽ là được 6. 6 nhớ 1 lúc nãy nữa là được 7. Mình sẽ viết con 7. Ok ha, bỏ cái nhớ này đi. Tiếp tục, bước cuối cùng sẽ là hai chữ số bên trái ngoài cùng nhân với nhau là 2 nhân với 4. 2 nhân 4 là được 8. Kết quả của mình sẽ là bằng 87.043. Ok, mình sẽ qua cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai thì mình sẽ nhân nhanh luôn, không ghi ở phía dưới ha. Với những cái bài cái số nó lớn hơn, ví dụ 8.176 nhân cho 63. Này là bốn chữ số nhân với hai chữ số. Rồi mình sẽ tính nhẩm nhanh luôn ha, mà không cần ghi ra. 6 nhân 3 nè là 18. Mình sẽ viết con 8 mình nhớ 1. Rồi mình cứ bắt cặp mình nhân thôi. Cặp đầu tiên là 76 với 63.
trong nhân trong cộng ngoài là 6 nhân 6 cộng với 7 nhân 3. 6 x 6 là 36 này, cộng với 7 x 3 là 21, 36 cộng với 21 là 57. 57 nhớ 1 nữa là 58. Phía con 8 nhớ 5. Rồi ok, cái cặp tiếp theo là cặp 17 và 63. Rồi, 17 và 63 thì trong nhân trong cộng ngoài là 7 x 6 cộng với 1 x 3. 7 x 6 là 42 cộng với 1 x 3 là 3 nữa. Là 42 cộng 3 là 45. 45 nhớ 5 nữa là 50. Viết con 0. Tiếp tục nhớ 5 nha. Rồi, cái cặp cuối cùng là cái cặp 81. 81 và 63. Ok, 81 và 63 trong nhân trong cộng ngoài sẽ là 1 x 6 cộng với 8 x 3. 1 x 6 là 6, 8 x 3 là 24. 24 cộng 6 là 30. 30 nhớ 5 nữa là 35. Mình sẽ viết con 5 mình nhớ 3. Ok ha. Rồi, cuối cùng, bước cuối cùng sẽ là hai chữ số bên trái ngoài cùng nhân với nhau là 8 x 6 là 48. 48 nhớ 3 nữa là 51. Viết 51 vào luôn. Kết quả của mình sẽ là bằng 515.088. Ok ha. Các bạn có thấy mình có cần phải đặt cái phép tính không? Không hề đặt phép tính nha. Tự nhẩm luôn, ra một kết quả vô cùng nhanh luôn các bạn. Tự nhẩm. Ok ha. Rồi, mình sẽ đi qua cái ví dụ cuối cùng. Đó là ví dụ số 3 là hai chữ số, mình sẽ làm ngược lại là hai chữ số nhân với 4 chữ số. Rồi, hai chữ số nhân với 4 chữ số. Ví dụ 76 nhân với 3456. Ok ha. Rồi, mình cũng sẽ tính nhẩm luôn. Đầu tiên là hai chữ số bên phải ngoài cùng nhân với nhau là 6 x 6 là 36. 36 mình sẽ viết con 6 mình nhớ 3 này các bạn. Rồi tiếp tục, mình cũng bắt cặp từng cặp mình nhân với nhau thôi. Cặp đầu tiên là cặp 56 này. 56 nhân với 70, 76 trong nhân trong cộng ngoài là 5 nhân với 6 cộng cho 7 nhân với 6. 5 nhân 6 đây các bạn. Đây là cặp trong nhân trong này. Ok ha. Rồi, 5 nhân 6 là 30 cộng cho 7 nhân 6 là 42. 42 cộng cho 30 là 72. 72 nhớ 3 nữa là 75. Viết con 5 nhớ 7. Ok nha. Rồi, rất là nhanh thôi. Cặp tiếp theo sẽ là cặp 45 nhân với 76. Rồi, trong nhân trong sẽ là 6 nhân với 4 nha. Ngoài sẽ là 7 nhân với 5. Ok, 6 nhân 4 là 24, 7 nhân 5 là 35. 24 cộng cho 35 là 59. 59 nhớ 7 lúc nãy nữa là 66. 66 mình sẽ viết con 6 mình nhớ 6 nè. Rồi tiếp tục là cặp cuối cùng là 34. 34 và 76 trong nhân trong sẽ là 6 nhân 3, ngoài sẽ là 7 nhân 4. 6 nhân 3 là 18, 7 x 4 là 28. 18 cộng 28 là 46. 46 nhớ 6 nữa là 52. 52 mình sẽ viết con 2 mình nhớ 5. Rồi, cuối cùng sẽ là bước trái ngoài cùng nhân với nhau là 7 x 3 là 21. 21 nhớ 1. 7 x 3 là 21, nhớ 5 nữa là 26. Ok ha. Kết quả của mình là 262.656. Rồi, vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phương pháp chart number 4 chữ số nhân với 2 chữ số và 2 chữ số nhân cho 4 chữ số. Và hẹn mọi người ở một cái video lần sau. Và trước khi kết thúc video thì mình nhắc lại một tí ha. Nếu bố mẹ thầy cô nào chưa bấm đăng ký kênh thì mình cố gắng mình bấm đăng ký kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Rồi, chào, hẹn gặp lại cả nhà ở một video lần sau.